Thưa quý vị, trong 2 ngày 13 và ngày 14 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 17. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Sau đây là một số kết luận cơ bản của kỳ họp. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, nhà ở, bảo vệ và phát triển rừng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh, báo cáo không trung thực với cơ quan cấp trên khi đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân gôn Đắc Đoa. Trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về các đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí giám đốc các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm, thu hồi các quyết định trái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đã được chỉ ra. Đảng ủy Cục Quản lý giá Bộ Tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm Covid-19 trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, công tác thẩm định và bình ổn giá trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, bí thư đảng ủy, cục trưởng Đặng Công Khôi, phó bí thư đảng ủy, phó cục trưởng Nguyễn Văn Truyền, phó cục trưởng, nguyên phó bí thư đảng ủy cục quản lý giá. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch Covid-19, đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Quản lý giá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm. Ban cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm thi hành kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan. Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ tỉnh Phú Yên, khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Nguyễn Thị nở, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc phụ trách Sở Tài chính, Ngô Quang Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường mai hắc lợi đảng ủy viên phó giám đốc sở tư pháp tỉnh phú yên nguyễn ngọc duy phó bí thư đảng ủy phó cục trưởng cục thuế tỉnh cảnh cáo các đồng chí trần hữu thế phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm đình cự nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê văn trúc nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bí thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh lê kim anh nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn thị mộng ngọc tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế đỗ duy vinh nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài chính nguyễn như thức nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên khiển trách đồng chí nguyễn quang thành nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên phó tổng kiểm toán nhà nước Đề nghị bộ chính trị, ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, đảng đoàn, hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư đảng đoàn nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, Nguyễn Chí Hiến, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác